Hôm ấy là ngày 11 tháng 5 năm 2013. Câu lạc bộ Thanh Hóa chạm trán Sông Lam Nghệ An trên sân nhà tại V-League. Khi tỷ số đang là 1-1, huấn luyện viên Mai Đức Chung quyết định tung vào sân một chàng trai gầy gò, lạ hoắc với nhiều người hâm mộ. Trong khi tất cả vẫn còn hỏi nhau đấy là ai, thì sự kỳ diệu của bóng đá đã rơi xuống xứ Thanh. Chàng trai trẻ mang áo số 20 ấy băng lên chiếm lĩnh khoảng không, đánh bại một cầu thủ Sông Lam Nghệ An bằng sức mạnh, khống chế bóng gọn gàng và dứt điểm quyết đoán. Cái tên Nghiêm Xuân Tú vang lên ở sân Thanh Hóa, vang vọng sóng truyền hình. Khoảnh khắc ấy như thay đổi cả một đời người. Bàn thắng ấy giúp câu lạc bộ Thanh Hóa thắng 2-1 trong trận derby vùng Bắc Trung Bộ. Quan trọng hơn, bàn thắng ấy đưa Xuân Tú đi từ một vị trí cầu thủ ở sới bóng đá phủi đến thế giới bóng đá chuyên nghiệp, trở thành câu chuyện sẽ còn được kể mãi về một cầu thủ có nghị lực vươn lên đầy mạnh mẽ. Ngày hôm nay, hãy cùng Nextport tìm hiểu về Nghiêm Xuân Tú, một câu chuyện thần kỳ trong bóng đá Việt Nam. Nghiêm Xuân Tú sinh ngày 28 tháng 8 năm 1988 tại Hà Nội, là con trai của cựu danh thủ Nghiêm Xuân Mạnh. Khi còn là cầu thủ, ông thi đấu cho Tổng cục Đường sắt. Là con nhà nòi, chẳng có gì lạ khi Xuân Tú cứ thế tiếp cận và dần dà yêu mến trái bóng tròn. Xuân Tú trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hòa Phát Hà Nội. Năm 2011, Tú Ngựa dù khá mỏng cơm nhưng đã đóng góp không nhỏ cho chiến tích lên hạng của VNV Hòa Phát ở giải hạng nhì. Tuy nhiên, con đường bóng đá chuyên nghiệp của Xuân Tú bỗng dừng khựng lại khi anh bị gạt khỏi kế hoạch của Bầu Thụy khi ông chủ người Ninh Bình mua lại và chuyển hộ khẩu đội bóng vào thành phố Hồ Chí Minh. Đó chưa phải là nỗi thất vọng lớn nhất, bởi chỉ một thời gian ngắn sau, anh phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư đại tràng. Ở tuổi 22, khi mọi thứ vẫn đang rộng mở phía trước, Xuân Tú phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác, mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ ngay trước mắt. Đứng trước án tử hình của số phận, Xuân Tú rơi vào tuyệt vọng, chán trường. Có lúc, anh muốn mình ra đi thật nhanh cho gia đình đỡ khổ. Tuyệt vọng, mất niềm tin là vậy, nhưng thay vì chấp nhận số phận, Xuân Tú đã đứng lên nhờ vào niềm đam mê bóng đá vẫn cứ chảy mãnh liệt trong máu. Ngay cả những ngày tháng nằm trên giường bệnh, sức khỏe yếu dần đi, nhưng chàng trai trẻ vẫn nổi loạn, trốn viện để đi đá bóng. Xuân Tú từng chia sẻ, vì quá ham mê bóng đá nên anh từng bỏ đợt xạ trị cuối vì chót nhận lời đá bóng phủi với một người bạn. Có lúc, dù mới mổ, vết thương còn chưa kịp cắt chỉ, anh đã xỏ giày ra sân, đá tới nỗi kiệt sức phải đi cấp cứu. Rồi một ngày, vị thần may mắn cũng đã mỉm cười với Xuân Tú. Tế bào ung thư đã bị tiêu diệt, ánh sáng, niềm tin lại tiếp tục mỉm cười với chàng trai trẻ khi anh lại có thể theo đuổi giấc mơ bóng đá. Xuân Tú tiếp nối đam mê bằng cách ngày ngày xách giày đi đá bóng phủi. Với đôi chân nhanh nhẹn, lối đi bóng đảo người khiến đối phương liên tục bị vặn sườn, Nghiêm Xuân Tú nhanh chóng nổi lên trong phong trào bóng phủi Hà Nội cùng Cường Quốc FC. Và cuối cùng, số phận không còn trêu người chàng trai người Hà Nội khi Xuân Tú nhận được cuộc điện thoại mời về câu lạc bộ Thanh Hóa thử việc từ huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tháng 5 năm 2013, chỉ mất 4 buổi tập, Nghiêm Xuân Tú đã được Thanh Hóa ký hợp đồng và cũng chỉ mất 5 phút, anh đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Thanh Hóa trong trận gặp Sông Lam Nghệ An. Sau 2 mùa giải tôi luyện cùng câu lạc bộ Thanh Hóa, Xuân Tú chuyển về đầu quân cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh từ mùa giải 2015 và ở đây, anh trở thành trụ cột của đội bóng đất mỏ. Niềm vui nối tiếp niềm vui, Nghiêm Xuân Tú còn nhận được lời mời thử việc tại câu lạc bộ Kaiserslautern, đội bóng nước Đức khi ấy đang thi đấu tại giải Bundesliga 2. Năm 2016 là một năm bùng nổ với phong độ cao nhất trong sự nghiệp của Tú Ngựa. Anh cùng Than Quảng Ninh đạt cúp quốc gia 2016 và siêu cúp quốc gia. Tiền vệ quê Hà Nội cũng đã đạt được những danh hiệu cá nhân đáng nhớ như vua kiến tạo, lọt vào top đội hình tiêu biểu V-League hay cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ. Và cũng trong năm đó, huấn luyện viên Hữu Thắng triệu tập Xuân Tú lên đội tuyển để tham dự AFF Cup. Nhưng thật không may, anh lại dính chấn thương trong trận đấu với Hà Nội tại cúp quốc gia và bỏ lỡ cơ hội khoác lên mình màu áo đỏ. Năm 2018, Tú với những quả tạt chữ danh tiếp tục giành giải vua kiến tạo tại V-League với kỷ lục 17 đường truyền thành bàn trong một mùa giải, lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải. Đây cũng là kỷ lục của V-League mà không biết bao giờ mới có người có thể phá được. 8 mùa giải chơi ở V-League, Nghiêm Xuân Tú đã có cho mình 18 bàn thắng và 55 pha kiến tạo. Anh xứng đáng với biệt danh vua kiến tạo, vua tạt bóng ở V-League. Tú Ngựa còn được xem là cầu thủ có gu thời trang tốt nhất của bóng đá Việt với cách ăn mặc, chọn phụ kiện, chọn kiểu tóc, ấn tượng. Có thêm chút năng khiếu về ca nhạc, Xuân Tú được xem là phiên bản không thể đụng hàng trong giới cầu thủ Việt Nam. Đi lên từ sân phủi Hà Thành,
Cũng chính sân Phủi là nơi ông trời đã xe duyên Xuân Tú với ca sĩ Thanh Thủy, người vợ hiền hậu đảm đang. Hai người tình cờ quen nhau trong một trận giao hữu của hai đội bóng nghệ sĩ, nhưng bà xã lại là cổ động viên của đội khách. Sau trận đấu, anh có làm quen Thanh Thủy và dần dần cả hai nảy sinh tình cảm lúc nào không biết. Dù sau đó Tú thi đấu ở Thanh Hóa, một tuần hai người chỉ gặp nhau một ngày, nhưng tình cảm vẫn mặn nồng. Thanh Thủy là người rất hiểu và thông cảm cho công việc của Xuân Tú. Thậm chí, sau này anh cũng thẳng thắn chia sẻ về bệnh tình của mình, nhưng Thủy càng yêu và thương Tú hơn. Đến ngày 6 tháng 10 năm 2013, Xuân Tú và Thanh Thủy đã quyết định đi tới hôn nhân sau một năm tìm hiểu. Và ngày 30 tháng 5 năm 2014, hạnh phúc chào đón cậu con trai đầu lòng. Ở tuổi 33, Xuân Tú đã bước qua giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng hình ảnh chàng trai gầy gò năm nào sẽ còn được nhớ mãi. Hình ảnh về những quả tạt mang thương hiệu Beckham Việt Nam, và đặc biệt là hình ảnh về màn comeback có 102 trong lịch sử bóng đá Việt.